Tình hình dịch Covid-19 tại khu vực miền Tây đang có những diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh thành liên tục ghi nhận F0 mới tăng cao. Chính bởi vậy tại tỉnh Đồng Tháp, từ 0 giờ ngày 23 tháng 11, bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã chính thức tạm dừng tiếp nhận khám chữa bệnh thông thường và cấp cứu, chỉ tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân nhiễm Covid-19 mức độ trung bình và nặng trên địa bàn tỉnh. Hiện tại ngoài tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân chạy thận nhân tạo đang điều trị định kỳ tại bệnh viện thì tất cả các hoạt động khám điều trị của các khoa đã tạm ngừng hoạt động. Nhưng bệnh nhân đang điều trị nội trú cũng đã được cho xuất viện hoặc cho chuyển tuyến đến các bệnh viện khác. Để chuẩn bị điều trị cho bệnh nhân COVID-19, bệnh viện đã bố trí 150 giường bệnh ICU để điều trị bệnh nhân COVID mức độ trung bình và nặng trong tổng số 550 giường của bệnh viện. Được biết, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã bị phong tỏa từ ngày 24 tháng 6 năm 2021 sau khi xuất hiện một ca nhiễm ở khoa nội tổng hợp thuộc khu C của bệnh viện. Đến ngày 9 tháng 8 năm 2021, bệnh viện chuyển sang trạng thái tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, mức độ trung bình và nặng. Ngày 3 tháng 11, bệnh viện chính thức hoạt động bình thường trở lại theo phương thức bệnh viện tách đôi, vừa khám điều trị bệnh nhân thông thường, vừa điều trị bệnh nhân COVID mức độ vừa và nặng. Sau 20 ngày hoạt động, người dân bốn huyện phía Nam của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đón nhận thông tin không vui khi bệnh viện Sa Đéc tiếp tục dừng tiếp nhận khám chữa bệnh thông thường và cấp cứu từ ngày 23 tháng 11.